Rồi, chào cả nhà nha. Chào nha. Hôm nay thì anh em mình xuống đập của chú Tạo bữa nha cả nhà. Hôm nay thì anh em mình sẽ đi sinh tồn một bữa. Đây, những thứ này là anh em mình đã chuẩn bị nha. Có một cái lều nè, cái này chân máy. Anh em mình chỉ có mớ gạo với cái nồi thôi. Còn đồ ăn thì chút xíu nữa thì mình sẽ tự nha. Ở đây thì cá tôm rồi rất là nhiều, nhưng mà để bắt thì nó, mà để no bụng thì chưa biết rồi nha. Đây cũng nước rồng nè, chú Tạo đang xả nè. Chân máy cần câu. Tối nay anh em mình cũng sẽ đi đục hào rồi dẫn cả nhà đi vòng vòng xe bắt ở đây nha. Lần này là lần đầu tiên anh em mình đi sinh tồn một bữa. Nếu mà được mọi người thích ủng hộ thì anh em mình sẽ làm rất là nhiều clip như vậy nha. Còn bây giờ thì phải đi kiếm một chỗ nào mà có bụi hoặc là bằng để dựng cái trại đi qua đêm tối hôm nay mới được. Rồi, lên được. Này chuyên nghĩ cầm đây. Nó mấy ngựa. Mấy ngựa. Sao không dây á. Ok. Lên được. Dưới kia có bãi cỏ mới lùm cây vậy, không biết có mặt bằng không à. Đó mà đi thịt với chạy bộ vậy đỡ lắm á. Tối nước vô. Hả? Tối nước vô đầy rồi. Vô hả? Chút nước lên thiệt lớn mà. Lớn là chắc vô phụ rồi. Thấy nước vô á. Nước vô đi. Thì khiên cua nằm dưới nữa. Dạ anh em mình chỉ dựng cái. Hả? Có. Đó khẩu mình nhớ đá không? Ừ. Bây giờ anh em mình sẽ quyết định dựng ở đây nha. Ở đây nó có cái đám cây này nè, nó gió nó thổi nó che bớt anh em mình. Thôi đây. Mình đừng có mận cỏ đâu nha, để cho nó im. Đúng rồi. Chặt mấy cây xung quanh thôi. Làm tấm niệm á. Đây cái này cái bình để tối anh em mình sẽ bắt đèn lấy ánh sáng nha cả nhà. Đầy đủ hành lý. Cái này bớt nè. Ra rồi. Ừ, cái lều đâu mình dựng cái lều cho có bụi cá nào. Bụi lắm, nguyên một vùng rồi nha. Chặt cái bớt mấy cái cây đó thôi chứ. Thôi chừng nó bung ra nha. Bung văng túng mặt luôn á. Có luôn hả? Hả thiệt không à? Thiệt. Dữ à, rộng lắm, coi vậy chứ nó bự lắm. Đường nào? Lật xuống, lộn lại, Ngược. À, thằng coi hướng gió nào không? Này mình chắc không có gió đâu. Đưa cái đầu đi. Tính ra ngủ ở đây đâu sợ lạnh lẽo gì đâu. Đúng rồi, cái này dây bố nó bọc, nó bọc gió rồi. Đó, kiếm mấy cái cây cột ấy nữa nha. Cột giữ chân lại á. Ừ. Mà mình vô mình nằm khỏi dữ. Nè cái này nó có cái ấy nữa, đỡ phi sao mũi nữa nè. Lần này chắc ngon. Chắc cũng được. Kìa, thầy bạn nằm ở đó. Cái này có lứt không nha? Ở đây nằm cũng được. Này có lứt không? Ở đây đất cục lứt á. Ở đây đất cục không nằm. Ở đó người ta im nằm không nằm. Rồi vậy được rồi. Thôi cái đó để tối nay mình bày, mình nấu ở đó đó. Nha. Ngon. Thấy đất này nhắm đóng xuống không? Đóng sao tét cái lều đây nha. Mũi vô hết luôn. Ừ. Ê, ừ đúng rồi nghe á, đúng vậy. Rồi, đúng luôn rồi. Rồi. Rồi quá tại cầm camera này cũng không tới. Thôi giờ anh em mình xuống một cái đi. Hồi nãy đem mấy cái cần theo câu cũng xong rồi cả nhà ơi. Anh em ngồi mấy tiếng hồ. Để tối mà... triển khai. Tối mình ra mình câu chơi. Nước. Cô có con gì chạy ra không? Có cá kẹo hay nhỉ? Ở đây khó bắt lắm. Nó sâu quá không? Rồi mọi cái đi. Đó bụng rồi. Ê!
Cái không lấy cái thùng được mà cứ lấy cái vật đi thế kia vậy? Lấy cái vật có luôn hả? Trời trời. Hoàng quá. Ê, có tôm. Có hả? Có. Có hả? Mới đụng nè. À. Có tôm rồi. Kìa, lấy cái vật vật đi. Cái vật nó đâu? Đó. Cái vật này hả? Chim nó cày ghê luôn á. Chưa đụng tôm rồi chưa? Chưa. Có tôm mà. Nó đụng thép. Cái gì? Con cua. Bự không? Bự. Cái kèo. Con cua. Cua hả? Anh nó mới bự. Ở đâu? Đây nè, quăng vòng đây nè. Cứ đừng nó chạy. Con cua. Ở anh đây nó chạy đâu coi, chừng chạy con bự nè, bỏ con tôm bỏ đây, tép bỏ đây. Ủa nó rồi. Ngồi xuống. Hả? Ngồi xuống cho nó kịp. Thôi, không được. Nó chạy đâu rồi? Đi vậy? Chú hổ, hang này là hang gì chú hổ? Hả? Hang nào, hang cá con kèo. Ủa, nó lẹ dữ ta. Cua mà đụng nó đã chạy. Ơi tôm. Chuyến này nhí ăn cơm với tôm chứ không ăn cơm với muối đâu. Chẳng lẽ tiêu cũng ăn cơm với tôm đó. Đi hai tay tôi cầm máy, tay tôi cầm thùng rồi hai chú và tôi xử sao giờ. Cô ngồi đụng nó rồi ba chân tám cẳng. Ê nó đây nè. Nó đây nè, nhí. Nó nằm ở chỗ này nè. Con cua. Nè ngay chỗ này luôn nè. Thấy không? Trời ơi. Nó mới khỉa. Ê. Thấy không? Ủa? Nó thằng nhí nó giật nữa kìa. Thôi đi mồi cá mồi tôm mồi tay chân đụng với nó giật không à. Mày thích cho mày. Thôi chỉ bên khâu bắt này thôi. Cái tôm hả? Nó sao nó giật hoài ta? Chui hang hả? Có gì á? Trời ơi, hai tay con luôn này ghê mày. Con cá có cơm thôi. Có đồ ăn thôi. Có đồ ăn rồi. Chán thật không? Cứ tin Vin đi, Vin cầm thùng mà. Tin thùng keo. Dạ. 50-50 đó. Ở đây nó bờ bãi gì ta? Ăn queo hả? Thì mở rồi, để vòng vòng cũng này thôi. Tôi cầm thùng cầm máy rồi tôi bắt được con tôm nữa nè. Ừ, tôi hụng rồi đó. Thấy rồi. Thấy rồi. Ờ, cái gì nữa nè? Nè, cái gì có bụng cũng đục nữa kìa. Được rồi, mắc cá không ta, không cho ăn tôm ta. Mày kêu bắt cá đi chứ mà nước tôm. Thì đứa Hùng Nguyên. Trời ơi nó bay. Ê, cái không đụng cái gì á? Dạ hông à? Con cát. Con gì? Đụng. Anh con cát. Nè. Con cá hả? Đi có tôm của cá luôn rồi nha. Đi có cá không à. Nhi có cái máy rồi nha. Ừ.
ơi, anh Tôm. Trời ơi, Tôm ơi. Ôi, chừng nó chạy nha Tiêu. Chạy đi rồi nha. Thấy á. Ừ, thấy á. Mưng mưng mưng, cửa kìa. Đây nè. À, có con đục nữa. Con đục này kìa đó, nhớ xuống mà thằng Tú á. Tú á, cầm mấy 1 ký á. Ừ. Cá này là ăn tái được. Ơi. Con gì hả? Tôm. Bún vậy hả? Đó nó làm vậy nó lên ghé à. Giờ dưới sình xíu á. Nó. Nó. Nó chui vô háng bên này. Thử cái gì vậy? Thấy nghi nghi rồi. Con gì? Tiếp mà. Ờ. Đó, cá đục nữa kìa. Ghê thiệt. Cá con cá mà. Cá con đục mà. Trời ơi, hay ta. Ghê hả? Nó vừa kéo vợ hai con. Tiêu cá bự không? Chắc là mình ăn cá thì cơm quá. Đâu, cá bự không? Đụng cá chuối à. Hồi nãy có cá chốt nữa. Có. Mới bắt con hả thôi. Cái chào em không? Nó chạy qua đây nè. Ở hai tay hai con luôn. Hùng cá rồi nha. Cá bóng đục, cá bóng đục. Cá này ngon nhất. Không đục phải không? Cá này ít xương, không có xương ít phải không? Cá này ăn tái được không? Trời ơi. Cái này xa quá. Thấy không rõ cả nhà. Nó bay kìa. Quá tài luôn. Đây đây, nhiêu cơ? Em không đủ nè. Đủ rồi. Thôi hãng cái quay phi lại đi. Cái phi đi. Đi. Cái phi nhỏ quá. Cái phi đang hơi cỏ. Ê nó bún. Ê. Nhớ mấy con cơm nãy không? Ừ. Lên bờ đi tính. Tính như đây anh mình chiên mưa ớt nó ngon rồi. Cái này à. Cái gì ta? Không. Không sao hả hết rồi. Không gì á. Rồi, lên đây. Đây. Đây nướng ba anh em mình ăn cơm đủ rồi. Trời ơi. Con gì nó nằm dưới quần nè. Ừ. Thì đựng tôm mới chết nè. Xong rồi cả nhà ơi, mệt quá. Trong thời gian mà anh em bắt lên từ hồi nãy giờ phải làm một tre một cái căn chòi. Cá chết tôm. Cá chết bèo hết trơn. Tại vì ở đây nắng quá, nắng nên phải che cái cây trồi tạo mới được. Nó mới mát lại, mới ba anh em mới vô được. Giờ Nhí đang chuẩn bị nấu cơm nha cả nhà. Hái mấy cây mắm này, mấy cây vòng vòng. Vô xin sư phụ miếng dây ra cọc. Tính ra cũng tiện ha. Cái lá sát bên luôn đồi nữa. Cẩn thận coi chừng góp mấy cái lá bụi vô kìa. Không che cái này là anh em mình thở không nổi. Nghe bụi lứt nữa, không biết có sâu lứt không này nữa nè. Ghê ta. Ú, ngon lành, ngon lành. Thôi pha không ta, thôi phải chưa? Cái này là gạo lúa mùa. Đó rồi. Đó rồi, rồi chắc luôn, chắc luôn. Cào dính với đây đây. Biết tiêu mà hay nhất là tiêu chắc ở đâu không? Chắc mình đó. Không đó. Chắc là đóng ngựa mới hay nhất rồi. Ừ, cá không có ăn luôn. Đổi bên. Đổi lắm nha Tiêu. Đừng rồi, làm rồi. Anh em thất vọng nha Tiêu. Nhí khiều khiều than đi, mình nướng chuẩn bị nướng cá luôn Nhí, đói bụng lắm rồi. Cá này dễ chín mà. Thấy lửa chín không? Ơi!
hết bên cưng, ngửi qua tới bên anh. Không bằng luôn. Chết không? Chết đi. Chết, em nắp bằng cưng thôi tiếp. Chết, chết, chết. Trời ơi, bóp tay. Nóng lắm. Trời ơi, trời. Đã báo công an bắt mày nghe, nó bụng mày. Sáng giờ biết giờ mấy giờ chưa Thiêu? Ê ê ê ê. Bỏ đây, để nắp đi, để nắp đi. Cái cây này vừa khô luôn á. Là cá mình vừa chín phải không? Ừ. Ngon rồi đó, nướng quá thịt thơm, thịt ăn á. Vô. Đâu giả bộ dở cái nắp sau nè, có chuyện không? Thơm chín, thơm là quá chín. Ừ, thơm rồi. Không bỏ bụng mà không, mà quy luôn, dãy luôn á. Biết luôn. Người con luôn á. Thôi quá. Đi giao đâu mà. Sao mới dãy đầu không? Đây là học coi mấy clip của ông. Rồi, mày cơm nha. Thấy chưa? Đi cũng không luyện tới gì trơn. Dữ lắm anh ơi. Luyện từ từ đi nữa. Cơm. Trời ơi, lấy cái muỗng kia đi ông ơi. Ông lấy cái muỗng đó chén cơm mặn lắm á. Vậy mặn mặn cho nó ngon tí. Rồi, mời cả nhà ăn cơm cùng ba anh em mình nha. Cả nhà ăn cơm. Này không có gao nha nha. Xuống này không gao, có cái cọng này thôi à. Cọng này không biết cọng gì ta. Chính như 10 giờ luôn. Biết quá tài luôn. Hôm nay đâu phải ra bún biển đâu. Thôi. Đó. Ăn cơm đi, nó bụng rồi. Mở nhà ăn cơm. Ăn cơm. Tôm chứ. Tiêu. Hưởng tiêu con tôm à. Sao tôm này mặn hơn tôm bên mình ha. Ngon ha. Biển nước có mặn không? Giá là lúc gài tên mình nước cũng ấy rồi đó. Cái da nó dai dai đã lắm. Có nè, không biết có yên với ông gió không. Còn chút mình đinh cái đèo vô đây nè. Cái chặt cây kia. Ê ê ê ê ê. Em có độ này rồi. Hoa dán rồi hả? Cái dài 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 ngon. Cái vậy á. Đục. Ngọt. Thịt ngọt dữ lắm. Hôm bữa mình nướng cái kia nó không bằng. Nó bị bở. Hôm bữa mình mặn mà. Mặn. Ờ, mặn. Nó bị bở. Với bữa mình nướng cái nắp lâu. Mình tô xuống kìa. Ngon. Ăn cái da nó dài dài ngon nữa. Ôi sao cái bụng này đâu có gì đâu ta. Cái này bác. Nó đang đói. Không biết nữa. Nên nút này cái mặt này nó đắng đắng xíu rồi thôi à. Rắc nhẹ. À cái bụng không có gì luôn á. Ừ. Cái này nó nằm đây thôi. Mày béo lắm. Nó bụng béo lắm. Cái đầu để xíu rồi, nghiên cứu lại. Đắng nhẹ cái này. Rút kinh nghiệm từ pin. Đúng rồi, đúng không? Ngay chỗ này đồ ăn thì nhiều, cá tôm cua cá hóc mà bắt nó cả một vấn đề. Thôi bắt lên. Nên là bên chú đạo thả cái lập đó, thả cái ấy đang phơi nó mới càng cạn mới màu được, có cá không có là xong luôn á. Mà không cần ai à, nửa cài á. Hồi sáng á ra nha. Đi câu. Câu một con duy nhất. Một con duy nhất. Hấu xong rồi. Chuyển qua đi mò đi. Chứ ngồi câu hoài chứ không, không có ăn. Cơm muối được. Trời ơi, cũng khoai lang. Trước đây câu cá bắt khoai lang hả? Quết mặn gán chịu á. Mày con cá nó không ngọt bằng con cá kìa. Con cá này
Ngắm cát không? Đấy, cá này như đây là nó mắc mà không? Bắt nè, có tứng nữa đó. Có, nó bị tóp à. Ăn à. Ăn muối mặn quá, khát nước rồi. Chỉ khát nước nè. Nè, nắng thấy bà luôn. À, chiến lên rồi, nè một cá lên. Trong đó có muối tiêu luôn á. Bội nãy mình chấm á, ở mình đốt quá. Có muối tiêu. Mình bye bye cả nhà nha. Ở nhà đi. Hẹn cả nhà gặp lại ở món hàu tối đêm nay nha. Bye bye cả nhà.